Nằm giữa lòng miệt thứ, vườn quốc gia U Minh Thượng có diện tích tự nhiên hơn 21.100 hecta, trong đó vùng lõi có trên 8.000 hecta. Với ưu thế thiên nhiên ban tặng, nơi đây nổi tiếng nhiều nguồn lợi cá đồng. Nhiều tín đồ câu cá thường chọn khu vực vùng lõi nơi có khoảng 500 hecta mặt nước trống để câu, bởi đây chính là túi cá của U Minh Thượng. Ngay cả những tay câu chuyên nghiệp dùng rừng U Minh Hạ cũng thường xuyên chọn điểm câu này. Thích cá mình đi qua mình câu, còn nhiều người ta thích đi tham quan đâu, còn em thích đi qua đây câu cá. Cá ở đây nhiều mình khoái quay qua đây tìm cảm giác rồi. Cá lóc bông bự lắm, ở đây em câu còn cá lớn 4-5 kg, 2 ký mấy, 3 ký, rồi ký mấy với 700-800 gram thì thường lắm. Nhầm bữa ví dụ như 7-8 con, 10 con, 10 mấy con cũng chừng đó, thì theo hên xui nhầm bữa. Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật này được xem là ngôi nhà thứ hai của các loài động vật hoang dã ở vườn quốc gia U Minh Thượng. Hiện có hàng trăm cá thể động vật hoang dã được nuôi dưỡng trên diện tích 4 hectare này. Trong đó có 17 loài động vật nguy cấp, quý hiếm như rái cá lông mũi, rái cá vuốt bé, dượng má vàng, mèo Bengal, dơi ngựa lớn. Đây cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn của vườn. Khi mà đến với khu cứu hộ động vật hoang dã thì mình sẽ tham quan được tất cả các loài động vật trong cái vườn quốc gia U Minh Thượng. Như hiện tại thì một số loài nó có ở đây thì mình nó cũng nhiều loài, nó cũng thu hút cái du khách để tham quan. Thứ nhất là một số loài như là rái cá lông mũi, con mèo rừng, đặc biệt là khi người ta đến đến trung tâm cứu hộ thì người ta biết được cái quy trình cứu hộ của vườn quốc gia U Minh Thượng mình như thế nào, về cái biết được một số loài đó thì đã quý hiếm là không quý hiếm như thế nào. Mình tuyên truyền vận động người dân không có sử dụng được cái động vật hoang dã. Thì vườn cũng định hướng là cũng mở thêm những cái tiếng mà đối với có lượt khách mà nó có cái phong cảnh dạng hữu tình, rồi nó sinh thái dạng như tự nhiên, nhưng mà được cái mà có những cái loài mà dạng như là để mà bắt mắt cái khách, chẳng hạn như là cái điểm mà le le nó tập trung với lượng 1-2 ngàn là con. Rồi bên cạnh đó dự kiến của vườn cũng sẽ làm cái đường mòn trên cọc, dự kiến có thể làm có thể là 500 m, thì mình làm đi xuyên rừng á, dưới cái sinh cảnh mà rừng tràm, một trong những cái cách để thu hút khách trong thời gian tới. Trên lớp than bùn còn lại, những cảnh quan tự nhiên của rừng U Minh xưa với những cây tràm cổ thụ, dòng nước đỏ vùng U Minh và nhiều loại cá đồng, rắn, rùa, lươn, ếch, mật ong, chim, cò, dơi. Một khi các lợi thế này được đầu tư khai thác hợp lý, tiềm năng du lịch sinh thái trên đất rừng U Minh Thượng càng phát huy hiệu quả mạnh mẽ hơn.